chúng ta tiếp tục vô trong vườn quýt hồng. Chưa thấy trái quýt hồng nào hết trơn, thấy quýt xanh không. À, hôm nay có vẻ bội thu hơn chiều hôm qua các bạn. Quả. Wow. Chúng ta sẽ đi vô tới trong vườn xem người ta thu hoạch. Chúng ta có thể bẻ tại chỗ luôn. Trên đầu chúng ta rất nhiều. Rồi các bạn thấy chín cây. Mình mê mắt luôn. Bên kia chói nắng quá, bên kia quá xá luôn. Đợi chút xíu theo gì. Là sẽ nhờ anh nó năng anh cảm nhận mấy chú quýt trên cây luôn. Ồ, bao la bạc ngàn. Đây không phải là vườn quýt du lịch mà là vườn quýt của hộ cá nhân, người ta trồng người ta bán theo vụ, chứ không phải mấy khu du lịch mà để bước vô mà đi như mấy khu kia. Cái khu kia vô tốn vé mà quýt thì trái nào trái chút ép. Còn cái này là của nhà dân, người ta trồng người ta bán mình rất. Còn thì trả vô đây. Dẫn vô đi. Bên đây người ta bẻ rồi rồi. Kia mới giữ. Anh Giang làm một trái anh Giang. Chín vàng đồng luôn. Bẻ một trái thử tại chỗ rồi. Đây. Bẻ ngót à. Túi này thấy không? Chín gục rồi. Nó chín gục rồi. Xích qua đây nè anh nha, ngược nắng quá. Ngọt không? Ngọt. Con tuyệt vời luôn. Đi qua, để dẫn các bạn qua bên cái clip mà chưa ai thu hoạch. Rồi nó cỡ nào. Trái dày đặc luôn. Giới tài có thể khỏi cần giới luôn, ngang đầu gối là một đống. Chín mộng luôn. Quá. Wow. À, hôm qua chúng ta thất thu rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta có vẻ bội thu rồi mấy bạn. Nắng quá rồi. Mấy bạn quan sát đi. Người ta đi thu hoạch quýt bằng nguyên chiếc xuồng luôn. Các bạn có thể thấy đâu đâu cũng là quýt. U quá xa rồi, đeo cành hết. Không thể nào tưởng tượng được. Yeah. Quá đã. Chói nắng quá, chói nắng quá. Tính quay ra ngoài đây một đống nữa nhưng mà chói nắng quá. Để ngược ánh sáng. Bên này nẹo hết trơn. Giống như mà tại thiên lạc vô vườn đào. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá thật là khủng, quá khủng. Thu hoạch luôn. Vỏ đeo lễ. Lóc 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 liền. Quá ngọt luôn. Ngọt. Ngon. Ừ.
Đây là thiên đường dành cho các bạn selfie luôn ha. Ở đây là vườn quýt quen, nên tôi quên nói các bạn không phải là vườn quýt ở khu du lịch Lại Dung, mà là vườn quýt của hộ dân. Nếu các bạn vô trong mấy khu du lịch chắc không được cỡ này đâu. Tôi sẽ lửa trái hồng hồng, tôi bẻ xuống trái. Lột quất tại chỗ luôn. Trái cây nẹo luôn á. Đâu đâu cũng là quýt. Không. Bạn hãy nhìn đằng xa xa chỗ cái anh Giang nó xanh nè. Trái nẹo. Nó mới bước qua cây cầu này cái. Trái một nồi. Cái này là đồ sạch luôn nha, không thuốc không gì hết luôn. Qua chùm chùm thả. Chỉ có vô những cái vườn quýt của hộ nhà, dân vườn nhà chứ không phải vườn du những lịch hộ chứ. Dân người ta mới được vậy chứ mấy vườn du lịch thì thôi mấy bạn không không có cả này đâu. Vườn du lịch là banh quýt mà quằn gãy nhánh. Còn này bây giờ là tới được cái mấy kia xa đó. Quá. Vô tắm thật cái gì quá khứ. Trời cầu đó mà té gì. Cà Mau làm như ở trên núi hay gì. Cà Mau giá là quê. Dân Sài Gòn á không biết đi cầu ông ơi, cầu mưa. Sao không biết? Cũng để mẹ dân Sài Gòn nó đi cầu không chừng nhiều hơn trên đây nữa. Không. Ngày nào nó không đi. Là nhu cầu của nó thôi. Ừ. Có chuyện té nha, có chuyện té. Cảm nhận tại chỗ. Cầu này là cầu quá dữ. Vượt lên luôn. Đây. Mứt cái nào lụm cái đó. Quá. Quýt này sao ngon không? Quýt này không thể nói nữa. Quýt này là kia bằng quýt gì ta? Thôi đi đi qua coi người ta thu hoạch nữa anh nha. Đã thu hoạch nữa. Quá xa. Giờ đi qua clip bên kia. Qua đây mấy bạn sẽ được tận mắt xem các cô các chú thu hoạch trong vườn quýt. Qua đây tôi sẽ cho các bạn thấy. Chú chống kèo vui vẻ. Chụp bánh sáu nhớ ổn không anh? Chả bộ chống chống thôi nha. Cái này là biết gì không? Dân này cũng dân chuyên nghiệp chứ không phải dân thường đâu. Trời. Ê mượn cái máy chụp hình cái này ta chụp lên cái coi. Mát người luôn. Người ta quay quýt thôi chứ không có quay cái trái nhỏ nhỏ đâu nha.
này chở lên không chở, chở xuống đó rồi ta chèo thang đó. Người ta cho ấy ấy lên không ơi, lên xuống rồi cái thằng lái mình vô mình mua rồi cô chị lái ngoài trước đó, đứng chỗ cái này mà ngưỡng không ạ, để con cái này đỡ lái lấy cái gì vậy, hai chục cái gì đó tôi không biết nữa. Ủa quýt này có 20 ngàn hả? Ờ có gì dưới quán dưới nào vậy? Cầm áo. Trời ơi trời, đừng có té nha ông nội, tôi dưới này nè. Không, không có bánh nữa. Ngõ cậu ra hả? Mấy ông đi xe vậy? Mấy ông đi xe vô lịch hả chị? Dạ. Nó mua mẹ chục thùng cái gì chứ, nó bán lại. Thằng đi dưới bán ai mua gì? Lấy tiền xanh. Ở đâu hả? Mà đem ra cái nó xin. Cầm áo hả? Cầm áo hả? Giữ gì đó hả? Đem ra xin không lẩu mua đâu. Vậy có ai chống không? Không. Bẻ không? Cây không? Quả. Mời đó, mời đó, con cầu. Mời đó đó. Mời đó đó con cầu. Này mời đó có chục cầu luôn à. Nhà. Đây hả? Hai bà bên kia. Bà bên ông đứng đây nè. Bên ông chỗ xô đây. Rồi lấy xuống luôn. Đây là quýt đã thu hoạch rồi. Còn bên đây là ban bắt đầu đi thu hoạch dài dài. Để biết sao. Xuống đi. Đây là số số quýt đang thu hoạch. Bỏ đây vô, bỏ vô. Bạn tao quý mặt quá. Thang lấy khỏi hả? Ừ, vậy đó, lấy bộ vậy đó. Một gỗ như này khoảng nhiêu ký hả cô? 45, 40, 42, vô chừng. 45 trả lại ha. Gỗ này 45. Chở hai gỗ về nó luôn. Bốn gỗ, bốn gỗ. Ừ. Tao mày có khách bạn không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, mười thùng. Ăn rồi. Đi nãy giờ bé. Nãy đi dài dài là lụm rồi. Trái một kho. Trái một. Đằng kia còn quá. Vô có cầu qua luôn. Đó có cầu vô đó. Đan qua luôn hả? Ờ. Này hả? Đó rồi. Ô mẹ đi nè, chỗ này con bé đủ mà còn ba con trái nè. Trời ơi, rụng nó thối cho nhỏ xíu. Chỗ nào? Dòm chỗ nào? Dòm dòm sư phụ biểu diễn đồ tài thêm biểu diễn thấy ghê chưa? Trời ơi trời. Có biểu diễn ảo thật. Có biểu diễn ảo thật. Thấy ghê không? Thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Biểu diễn ảo thật. Ảo thật luôn. Ừ. Đó, là... thấy gì chưa? Ê. Lúc trước là tao ở luôn mà đoàn xiếc á. Chạy xe trên dây rồi, con bé bị não bây giờ luôn á. Đây là cận cảnh hương lái vô thu hoạch. Sau khi diễn quýt từ dưới ghe lên thì đẩy bằng xe gùa lên ra ngoài trước. À, bữa nay xuất hiện anh Lơ mới. Anh Lơ đẩy xe mới. Đây chúng ta cùng theo chân các anh ra đây, chúng ta sẽ đổ quýt xuống. Chúng ta sẽ cần quýt cho đó, chúng ta đổ xuống. Cây 25
45. Rồi một mình luôn, mạnh mẽ lên. Đây. Ở đây sẽ phân loại quýt. Phân loại quýt. Trời. Bữa nay nay lên làm lơ để quýt luôn. Rồi khiên đi, đẩy không khiên gì chân vậy? Bốn hai đặng Thủy ơi. Bốn hai thôi. Mày chụp lưa lẹ coi. Được rồi. Đổ đây nè. Vui, rất vui, rất vui. Nằm lên luôn, nằm lên nóng quýt luôn nha. Nằm lên hú quát luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Bốn ba. Vô tham quan mà có quýt đem về luôn.